Trước tiên, bước 1, chúng ta sẽ vào một tài khoản ở phía trên cùng bên tay trái. Chúng ta chạm vào, chúng ta sẽ thấy một tài khoản. Và chúng ta sẽ chọn mục đăng ký, bởi vì chúng ta chưa có tài khoản nên chúng ta chọn mục đăng ký để điền đầy đủ thông tin vào đây. Email, số điện thoại, họ tên. Và anh chị cần có thể nhập cái mã số để anh chị mua cái giá ưu đãi. Nếu như anh chị không có số này thì anh chị có thể liên hệ ở công ty, hoặc là anh chị liên hệ ở những người kinh doanh có vườn tâm hồn để chúng ta có được cái mức giá tốt. Sau khi anh chị đăng nhập xong thì chúng ta sẽ trải qua cái bước kế tiếp, đó chính là cái bước 3, là hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào bên trong để anh chị có thể trải nghiệm những dịch vụ của mình, hoặc là anh chị có thể đăng nhập bằng tay để chúng ta vào bên trong. Sau khi anh chị vào cái mục đăng nhập xong á, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn mé bên tay phải ở trên cùng. Anh chị cần nạp những cái mã ví vào bên trong đây. Mục đích của cái mã ví này để anh chị có một cái lượng tiền bên trong tài khoản, anh chị có thể giao dịch, mua những cái sản phẩm mình yêu thích. Nếu như anh chị chưa có mã này, anh chị có thể liên hệ ở công ty để chúng ta mua cái mã này, chúng ta trải nghiệm dịch vụ. Sau khi anh chị xong thì anh chị hãy chọn vào cái bước 5, đó chính là mua sản phẩm ở bên dưới. Chúng ta chọn vào combo hoặc là sản phẩm bên dưới, nó sẽ hiển thị ra những sản phẩm của vườn tâm hồn. Anh chị chuyển vào đây. Và cuối cùng đó chính là anh chị có thể trải nghiệm sản phẩm của mình ở phía bên tay trái ở trên cùng. Chúng ta chọn vào, chúng ta sẽ thấy có cái mục audio và video. Anh chị trải nghiệm nha. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị tại vườn tâm hồn.com.